Xin chào các bạn, các bạn thân mến. Xung quanh chúng ta vẫn có rất là nhiều người phụ nữ không kết hôn, hoặc là đã ly hôn, hoặc là mẹ đơn thân, hoặc là trẻ trung, nhưng mà họ lại chọn chấp nhận hoặc là hài lòng với số kiếp người thứ ba. Đó là một cái câu chuyện mà có nhiều người sẽ không hiểu được lý do vì sao mà đáng tiếc đến như vậy. Có một số người sẽ nghĩ là đáng tiếc, còn bản thân họ trong cuộc thì họ lại không cho rằng đáng tiếc đâu. Có một số trường hợp mà là người thứ ba một cách bị động, thụ động và không phải là sự lựa chọn của họ, tức là họ muốn bỏ mà họ bỏ không được thì họ mới cảm thấy đau khổ thôi. Nhưng mà có một số người thứ ba lại chấp nhận cái cuộc sống như vậy và họ không cảm thấy có cái gì gọi là day dứt hay là khổ hết. Vậy thì hôm nay video này sẽ chia sẻ cho bạn hai tâm lý trọng tâm của một ai đó hài lòng chấp nhận với số kiếp người thứ ba. Các bạn chắc cũng có biết bài hát Người Giàu Cũng Khóc, đúng không ạ? Có một cái câu là tình yêu ai bán mà mua, làm sao để mua lấy trái tim của một người. Nếu mà xét về lĩnh vực tình cảm á, thì không ai bán để mà bạn yêu, để mà bạn mua, và cũng không ai cho để mà bạn nhận, bạn đón về. Bạn đi xin thì lại người ta lại càng không cho, bởi vì người ta đã cũng yêu người đàn ông đó, làm sao mà người ta cho bạn những cái gì mà người ta yêu được, đúng không ạ? Vậy thì chỉ còn một cách nữa thôi là bạn cướp, tranh giành, xâm lấn hoặc là công phá. Nhưng mà có một số người, người ta hoàn toàn chẳng cướp gì hết, người ta cũng không lấy tài sản của người đàn ông họ yêu, họ cũng không muốn lấy và kết hôn và trở thành vợ với người đàn ông họ đang sống chung. Họ chỉ muốn là người thứ ba, đơn giản chỉ là như vậy thôi. Vậy thì lý do tâm lý đầu tiên của cái việc đó là gì? Lý do đầu tiên đó chính là họ thỏa mãn được những cái điều họ cần. Và họ cần gì? Điều mà họ cần đó chính là đời sống tình dục với người đàn ông họ yêu. Họ hài lòng về điều đó. Và đương nhiên là không một người thứ ba nào mà ngoại tình với một người đàn ông bị liệt dương, hoặc là bị yếu sinh lý, hoặc là một người đàn ông không có ham muốn tình dục, đúng không ạ? Thế nên là cái chuyện mà họ nói là họ ngoại tình hay là họ đến với nhau không phải vì tình dục là không đúng. Vì nếu không có tình dục thì chắc chắn là cái chuyện ngoại tình nó sẽ không xảy ra, và không có người thứ ba thì cũng không có người đàn ông phản bội, đúng không ạ? Nên cái câu chuyện là người đàn ông khi mà ở với bên cạnh vợ thì có thể xấu xí này, hôi rượu này, thậm chí rất là bề bộn. Nhưng mà khi đến với người tình thì rất là sạch sẽ, thơm tho. Đương nhiên là cái người thứ ba, cái vị trí tình nhân nó rất là thú vị với cuộc tình như vậy, mang lại cho họ những cái phút giây mà họ khó có thể tìm thấy bên cạnh người đàn ông mà gọi là chồng chẳng hạn. Có một số tình huống như vậy ha. Và họ hài lòng vì liên quan đến tiền bạc một chút xíu. Có thể nói ra một khía cạnh là tiền được chu cấp, trợ cấp hàng tháng, hoặc là tiền cho, hoặc là tiền giúp đỡ về thông tin. Có một số người có quyền chức hoặc là làm trong một cái lĩnh vực gì đó mà họ chỉ cần để ra một cái thông tin đã khiến cho cô tình nhân kia đã trở nên giàu có và ôm một đống tiền rồi. Thì đó cũng là một cái cách để họ giúp đỡ cho nhân tình của họ. Và họ được thỏa mãn về những điều họ cần, chính là cái khoảng thời gian, không gian tự do. Họ có thể đi chơi, đi bar, đi cà phê, đi thăm bạn bè hoặc đi du lịch mà không cần phải hỏi ý kiến của một ai đó, không cần phải gật đầu mới có được. Khác hẳn với những cô vợ. Những cô vợ muốn đi ra khỏi nhà là phải hỏi ý kiến chồng, phải nói, phải thông báo, thậm chí phải xin phép cha mẹ chồng mới được ra khỏi nhà. Đó là những cái sự khác biệt mà những người phụ nữ đã ly hôn rồi ấy, mà họ nghĩ đến cái cảnh mà họ quay lại lập lại gia đình cũng giống như trước đây mà họ từng gặp thì họ sợ lắm. Thế nên là cái khả năng mà họ chọn là người thứ ba rất là cao, và họ cảm thấy là toại nguyện với điều đó nữa đó. Và khi mà một ai đó trở thành người thứ ba, thấy người đàn ông của mình quay về với vợ thì họ không xem đó là sự phản bội hay là ngoại tình gì hết. Bản thân người thứ ba là người đến sau, nên là họ không nghĩ đó là sự phản bội của người đàn ông. Trái hẳn với người vợ, khi mà người vợ biết rằng người chồng của mình đang ngoại tình với một em gái mưa hay là một người phụ nữ khác thì họ rất là đau lòng, họ rất là khổ tâm. Còn người thứ ba thì người đàn ông của mình về ở với người phụ nữ khác, họ không xem đó là sự phản bội hay ngoại tình gì hết, mà họ đón nhận đó là sự thản nhiên, vì họ chấp nhận họ là người thứ ba, họ là người đến sau, và họ chấp nhận trong vai trò là vợ nhỏ, vợ bé chẳng hạn. Nói chung những cái điều mà người thứ ba chấp nhận không thay đổi cái số phận, hay còn gọi là cái nghiệp thứ ba đó, cũng bởi vì cái mong muốn của họ được thỏa mãn, được bù đắp, họ xem đó là cái điều mà họ hài lòng. Chính vì vậy nên họ không muốn thay đổi thành một cái hoàn cảnh khác. Họ cũng chẳng cần phải lập gia đình, và họ cũng không muốn trở thành một người vợ nữa. Và tâm lý thứ hai đó chính là bản thân người thứ ba yêu thật lòng với người đàn ông mà họ chọn, vì họ cho rằng người đàn ông đó xứng đáng với tất cả những cái điều mà họ làm. Thậm chí có những người phụ nữ là người thứ ba, là nhân tình, họ muốn có con với người đàn ông họ yêu, bởi vì người đàn ông của họ yêu có tài năng, mà đương nhiên là người đàn ông có tài năng thì có rất là nhiều tài sản, và họ ngưỡng mộ về sự giỏi giang, họ thần tượng người đàn ông đó, họ mong ước, và họ chỉ cần có một đứa con để như là sự kết nối của họ với người đàn ông họ yêu thôi. Vì đối với họ, tiền họ có thể kiếm ra được, nhưng mà tình cảm họ không kiếm ra được. Họ thà rằng sống với một nửa gia đình của mình, một nửa gia đình mượn từ người khác, nhưng mà làm cho họ được hạnh phúc trong thế giới của chính bản thân, còn hơn là họ kết hôn với một người đàn ông mà họ không yêu. Thì họ sẽ cảm thấy cuộc sống của họ không có giá trị, không có niềm vui và không có mục đích sống nữa. Đó chính là cái lý do chính yếu trong cái việc mà người thứ ba biết mình là người thứ ba, nhưng không muốn thay đổi mình trở thành người vợ hay là một ai khác. Trong sách vốn dĩ dạy cho con người ta rất là nhiều điều, sống đạo đức, sống như thế này sẽ tốt. Nhưng mà thực tế là ngoài đời, cuộc sống hiện thực nó phản ánh rất là nhiều mặt. Nhiều người cũng sẽ sống và chọn cuộc sống như vậy. Do đó là chúng ta không có bàn đến cái vấn đề đúng hay sai, mà đây chỉ là một video nói về cái thực trạng nhiều người cũng sống như vậy, nhiều người có cái mong muốn như vậy, và nhiều người chấp nhận cái hoàn cảnh như vậy. Rất là hy vọng các bạn luôn luôn ủng hộ và đồng hành với mình trong những video mới sắp tới hay hơn bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.